Riverside, xin chào các bác nhé. Vừa mới cho em si này xuống núi các bạn. Một cốt si mini rất là đẹp. Úi dồi, phê quá các bác. Vành này chắc khoảng tầm 50. Một cốt si rất là già các bác nhé. Cái này thì vừa hôm nọ thì Riverside mới giặt xuống để cho đi cà phê bonsai xong. Đây ngày xưa gần như nó là một cái sủ già quá nhé. Đấy, cắt đi. Cuôi đợt này bẹ rất đẹp quá nhé. Đây, chân bẹ này. Chân bẹ rất đẹp, rất đẹp. Nói chung để mà kiếm được một cốt si mà già mà nó nhũn nhĩ như này thì đồ chơi như này thì cũng không có nhiều quá nhé. Đồ đẹp giờ đắt lắm các bạn. Các đại gia là nhốt hết rồi. Ở video này thì em sẽ giới thiệu cho bác là một số cốt si và một số cái tác phẩm xanh nhé. Các bạn ưng thì cô nào cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đây. Cái một số điểm này thì một số cái điểm mà cần hãm dăm Emosai đã cắt rồi. Đây đại dăm nha các bạn nhé. Đây là đại mầm. Đây nó bật bên trong rồi này. Ôi nó bật nhanh nhỉ. Đây. Vừa cắt nó bật đây này. Đấy, đúng mình bật đúng đúng mầm luôn các bạn nhé. Nói chung đây là một cốt xanh mini đồ chơi. Cốt này đẹp tứ diện rồi các bác nhé. Đồ chơi bonsai mini. Cốt này thì chắc là khoảng tầm gần cuối năm thôi, gần 2 lần nữa là nó gần như là vào form là xong rồi. Cây này được cái điểm thân lạc quá nhé. Chất chất của nó thì miễn bàn rồi. Chất rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đa số lần này là cắt dài đợi mầm quá nhé. Phần này những cái này là chỉ vào bung răm thôi. Nọ những cái phần chưa 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 đủ thì cắt tụt tịt chơi thôi. Xay si mini được để làm thì nó cũng khá đơn giản thôi. Một cái cốt mà dài này thì cũng rất là hiếm rồi. Đây các bác nhé. Cái chất chất này da nó rất dày. Chất da dày mà lu kinh các bạn. Cây rất đều. Thì có cái điểm rất quý các bạn nha, có những cái phần cổ ngọn rất là to này, cổ ngọn nó bằng cổ tay đấy này. Sụ xị rất là già. Cái này chắc nó cao khoảng tầm lúc hoàn thiện xong chắc nó khoảng tầm 25 phân các bạn nhé. Vành này khoảng tầm 50 chậu một người B. Đấy, các bác thích thì có thể là alo trực tiếp nhé, cái số điện thoại Yên Bonsai để trên màn hình. Bây giờ thì Yomasai sẽ chia sẻ các bác thêm một số tác phẩm xanh nữa. Đấy, mình sẽ quay một vòng đẹp quá các bác, già. Giờ tiếp tục Yomasai sẽ lên một cái tác phẩm xanh dáng làng các bác nhé. Đấy, thưa quý vị các bạn nhé, tiếp theo thì Yomasai lên cho các bác là một cái tác phẩm xanh, hay là một tác phẩm xanh quê đã vào hoàn thiện, rất là đẹp các bác nhé. Thì trước tiên thì Emosai sẽ đo cho bác cái vành và cái kích thước nhé. Đường kính của nó là 30. Anh đo vành, đo cái vành cho dễ. Đo cái vành gốc này. Emosai sẽ đo chi tiết cho bác xem. Vành chắc khoảng tầm 100. Đấy, đấy vành vậy. Vành sát gốc ấy. Thì sát gốc không? Đây nhá. Đấy. Tầm khoảng 7. 60. Tầm khoảng 70 75 70 75 coi nhé. Cái vành đây không không tính dễ nha, vành cùng ngay chỗ này đâu, tàn khoảng tầm tàn ngang 50. Tàn ngang này khoảng tầm 55. Nói chung là chiều cao thì nó chỉ vào khoảng tầm 30 cm thôi các bác nhé. Đấy, hoàn thiện rồi 30 cm. Nói chung là những cái phần này này các bác này, những cái phần này sau là các bác là không chơi kiểu này, là những cái phần này nên bấm những ngọn để cho bật răm ra cho nó dày, nó như này chơi thì hay hơn nhỉ. Một cái tác phẩm xanh quê coi nhé, xanh quê hai thân dáng làng. Yêu Sai sẽ quay kỹ chi tiết cho các bác ngắm này. Đấy, mình sẽ quay từ trên xuống. Đấy, quay đây. Rất tuyệt vời. Đấy. Dạ. Báo giá với anh em là 12 củ nhá. Đấy. Một tác phẩm xanh hoàn thiện như này.
là một người mê lặng nhé. Cái chậu này đang trong cái chậu chắc khoảng bao nhiêu nhỉ? Anh xem đo kích thước chậu chỉ cho ui cái mặt chơi mặt này đẹp hơn chứ. 60 đấy. Nha. 50. Chậu 50 các bác nhé. Nhìn ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều các bác nhé. Đây. 40 50. Đo những cái phần thân các bác nhìn này. Nói chung là hơn chục triệu một tí là giá cũng rất hợp lý rồi, nó có thương lượng các bác nhé. Bạc nào chốt thì cứ alo trực tiếp thì có thể là ship gửi lên tận nhà. Cái này nhìn ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và nhìn trong đây thì nó bị nhỏ hơn, với cả là nhìn trong nó nói thật là trong đây nhìn video là các bạn ạ, nó chỉ được khoảng tầm ở ngoài nó 10, thì nhìn trong ảnh nó chỉ được khoảng tầm 6 phần này các bạn nhé. Đấy. Trong đó cái tác phẩm xanh. Giá cả là có thương lượng các bác nhé. Tiếp theo đi mua sai lên thì bác là một cây hoa. Đấy. Tiếp theo đi mua sai chia sẻ lên cho bác là một cái tác phẩm xanh nhé, một tác phẩm xanh quê rất là đẹp, một tác phẩm xanh quê kỳ đá các bác nhé. Đây, chất lá này, chất lá con này thì khỏi bàn luôn các bác nhé. Đấy, quay gần một chút cái thân pháp đó. Đấy. Rất là già các bác nhé. Cây này già quá. Đây chơi hoàn thiện rồi, giá của nó cũng rất là hợp lý. Đây, nhưng mà sai quay từ dưới lên này. Đấy, anh quay một vòng cho quý vị khán giả nhìn rõ. Rất đẹp các bác nhé, rất nghệ thuật. Căn bản là cái giá hợp lý các bác nhé. Đây, tổng thể đây. Tuyệt vời không ạ? Cái này nó có đá hai người khiêng. Nói chung là nó được cái cây ngày xưa chắc là cái cành, cái ngọn hay cái cành già hình như cái ngọn nhỉ. Cái ngọn, đúng cái ngọn cắt xuống thẳng này này, xong rồi các cụ dựng ngang ra nhỉ. Chất lá rất đẹp, xanh quê các bác nhá. Nói chung là các bác giao lưu cái cây có ship các bác nhá. Nói chung là một cái cây rất là nghệ thuật, rất tuyệt vời. Giá chỉ có vài triệu thôi các bác nhá. Những cái này thì website không báo giá trên đây, các bác liên hệ trực tiếp. Em quay một vòng nữa để cho các bác nhìn rõ này. Đây, website sẽ quay một vòng nhé. Nói chung là cái công nuôi công kỳ đá nó đã vài triệu rồi các bác ạ. Được cái cây nó già. Đấy, đây, đây anh để mặt này. Đây, đây các bác nhé. Tổng thể chơi mặt này đẹp hơn này. Cái này nó khoe được cái lưng. Mặt này, mặt kia nhìn nó chùn tròn ghê nhỉ. Đấy. Đây là một cái tác phẩm xanh các bác nhé. Rất đẹp. Tiếp theo mình lên cho các bác là một số cây hoa này. Các bác chốt được cây nào thì giá hợp lý các bác của cuốn video này. Chỉ có cây đầu tiên thì nó hơi nhiều tiền tí thôi. Cây thứ hai nó cũng khá hợp lý, cây mấy cây này thì giá cũng ok các bác ạ. Ở cuối video này thì MSI lên cho các bác là một cái tác phẩm si nhé. Tác phẩm si đang làm. Cái ý tưởng của cái tác phẩm si này thì tán ngang khoảng tầm 50 các bác nhé. Hiện tại đang tạo tác theo kiểu bông bóng tự nhiên, khá là hay. Cái này thì đã có ý tưởng rồi, cái bác nào mà có liên hệ mua về có thể lên đá các bác nhé. Cái này cái bệ dưới của nó là cái cục thân rất là lạc, lên đá cho cài lên đá chơi tầm cao cao lên đấy, sau làm bông tàn tự nhiên. Rồi bác nào làm được thêm thì sau những cành này nuôi giật ngắm tí là nuôi những cái dãy trống làm cây trắng làng. Dãy trống xuống nhìn rất là đẹp các bác. Cây rất là lực cây. Những phần lạc các bác nhé. Lần này ra mầm là bấm dù gì chơi thôi. Em gửi một size lên cho các bác là một số cái mẫu cây các bác ưng, cốt nào các bác cứ alo trực tiếp nhé. Khá là hay, mỗi người chơi một nét nên mình cứ đăng lên đây để anh em mình có hợp duyên thì anh em giao lưu. Đấy. Sau những cái này thì có thể làm những cái dãy trống, những dãy trống cành mà thì cây nó thành cây trắng làng chơi rất là hay. Và mình chỉ sửa bông trăm lại chơi cho đẹp thôi. Rồi em sai chia sẻ một số cái cốt các bác nhé. Đầu tiên thì có cốt này thì nó cốt đồ chơi thì nó cũng tương đối khá tiền các bác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi website chia sẻ nhé.